Đi khám về mới đi khám về nội soi về mà lần này là nội soi trực tràng, cho nên là còn một lần nội soi nữa là nội soi đại tràng. Bệnh của Huy là nằm ở đại tràng, cho nên là ngày mai hẹn bác sĩ là ngày mai là nội soi đại tràng. Chị ơi đừng có quay đi thằng gái chị ơi, ra ngoài giùm em đi. Đây rồi, gặp cô Năm, gặp cô Năm rồi cả nhà ơi. Xin chào kênh của Úc Vy Vlog. Cái này nó nói về dịch vụ của sân bay. Dạ, xe sân bay, xe dịch vụ sân bay. Bóc từ đó ra đi sân bay đó. Xe trong sân bay. Bóc từ ra đi ra ngoài đi. 554 nè. Dạ. Ráp nè. Từ đây đến sân bay lại ngược nè đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì nó qua nó nói gì là qua hai cổng phí gì đó. Lại trăm mấy, trăm mấy. 134, phí có 10 ngày ra cửa chứ nghe. Dạ đúng rồi, tại em cũng đi. Tại cái này nó nói là hai gấp đôi. Cái này không phải, mấy thằng đó đó, một á là cái xe đó, thằng kia nó chặn cò. Nó đứng dạ đúng rồi. Cho mình. Thì mình biết có cái đặt cái quầy của nó, mình đó mình không biết lên đó thì nó hỏi xe xe không. Dạ. Nghĩ đi thì nó báo giá cho mình thì thằng này mới trả cho thằng này là hết tiền. Gấp đôi đó. Thì đó nó nói là 208 mà ở đây người ta bắt Grab có 140 là gấp đôi. Con thấy ra cửa rồi, nó ra cửa là mấy gì phí mấy chục ngàn đó. Được. Có 10 ngàn, 9 ngàn rồi ra cửa nó có đường hành là nó lên nó đắt tới. Dạ. Đáp. Không cần mấy người này lên bay gì đó, mình đặt Grab mình đi. Còn dạ. Có mình chọn cái taxi Vinasun hay Mai Linh gì đó. Mình cứ đi xe đến cứ con đồng mét mình đi. Không cần mấy người này, mình bốn là Grab mình phải có Grab. Còn nếu mà mình người này nó bắt Grab nhưng mà thì nó kêu mình mới chết. Tại giờ tới khách sạn à, khách sạn Cầu Vồng nha cả nhà. Rainbow. Hàng mới nữa hả? Mới được ra. Đó, hàng mới được ra. Nhất. Nhất. Nhất đúng không? Nhất đúng không? Trời ơi, lo không chết luôn á, nó trời ơi, chị là với chú này nè. Quản lý khách sạn này nó trời ơi 8 cây số mà sao giờ này chưa tới. Lo. Đây hãy ăn máy nha. Mình lên lên xuống mình quét thẻ một cái. Dạ. Sau đó ống xuống tầng số 8 nha. Dạ. Xuống cũng dần được quét một cái nơi đây. Dạ. Con phải quản lý. Con ở tầng 8 ha. Ở tầng 8. Dạ con ở tầng 8. Danh hả? Dạ. Mở cửa quay cái dạ bỏ thẻ vô rồi bấm cái lệnh mình đây nhé. Dạ bấm TV rồi luôn chứ. Dạ có TV này có bấm nè, mình có sẵn rồi nè, vì nhớ xíu chưa. Dạ rồi bây giờ là đi kiếm đồ ăn, đi ăn thôi cái nhà ơi, tại đói rồi. Rồi cô Năm dẫn đi đâu ăn rồi cô Năm. Cô Năm bữa nay là chủ nha, là hot đó. Hướng dẫn viên du lịch. Giờ đi ăn cơm phần cả nhà. Ở đây nhiều món lắm. Kè tùm lum chứ kè. Rồi cả nhà ơi, hiện tại bây giờ là tới Sài Gòn rồi, tới phòng nằm luôn. Mà lúc mà ra sân bay là cũng chưa có hoàn toàn là êm xuôi đâu nha, cái nhà phải delay hai lần nữa. Delay lần đầu tiên là 5:55 tới 10:55. 8:55 tới 10:55 giờ tới 11:30. Đó là delay hai cuốc nữa là giờ mới tới. Rồi xuống sân bay làm sao kể đâu. Rồi xuống sân bay là bị xe gác nó chặt hết cái nữa. Bị xe taxi nó chặt khúc nữa, gấp đôi tiền xe nữa nha cả nhà. Gác nhưng mà gác của sân bay hình như nó ăn mắc. Rồi lên đây đi tìm siêu thị.
lên đây đi tìm siêu thị thì đi ngược đường, đi hoành lại thêm hai vòng nha cả nhà. Đó, nói chung là nó bỏ táp gì đó. Rồi bây giờ đó, cái gì đó, hai lúa đi thành phố. Rồi bây giờ là nằm mà nằm ăn no rồi, giờ nằm nghỉ lặt vẹt lội vậy luôn. Ba người chuyện ba người. Cán bộ đường lối bị gì ta, bị gì quê dạ. Cán bộ đường lối bây giờ quên đường, dẫn đi lộn đường. Rồi bây giờ là chờ đợi nha cái nhà. Bây giờ ngày mai là bắt đầu là sẽ lên bệnh viện chờ đợi khám. Rồi bây giờ là nghỉ ngơi thôi. Qua bệnh viện. Đây là khách sạn đối diện với... Đối diện nha cái nhà. Đối diện này đối diện với bệnh viện. Nó liên luôn. Nó liên tiếp tới 3-4 cái bệnh viện, 5-6 cái bệnh viện gì đó. Quá trời bệnh viện luôn. Đại học Bình Dược, Đại học Bộ Y tế gì tùm lum hết. Kiểu mình không, mình ở chỗ này mình không êm là mình qua chỗ cái bên luôn á. Qua không đợi thì mình đi về luôn. Rồi thôi chờ ngày mai nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là nội soi xong rồi nha cả nhà. Và bây giờ là Út Quy đang ngồi chờ, đang ngồi chờ lấy kết quả nè. Út Quy đang ngồi chờ lấy kết quả. Không, quay nó ngồi ở đây nè. Đó, Út Quy đây nè, lột cái mặt nè ra coi. Lột cái mặt ra cho cô chú chị coi coi. Bệnh viện mà, bệnh viện đó. Đó bây giờ đông đông người chờ lắm, nhưng mà mình khám bên cái phòng chuyên gia gì đó, khám xong rồi ra nó nhanh, chứ còn khám bên kia là tới cậu tới ngày mai mới xong á. Đó đông lắm, đông lắm. Không quay gì được, chị Nam đi vào quay một lần người ta nói sao? Ai nói chị Nam? Tao không cho. Chị Nam tao không cho mình tắt. Thôi, vậy vậy đi. Vậy được rồi. Đông lắm rồi. Sợ quen nhiều quá tao không cho. Xin chào quý khán giả của vlog của Út Quy Vlog. Xin chào. Chúc sức khỏe nha cả nhà nha. Đó, cô Năm là hướng dẫn tận tình luôn đó cô Năm. Nhà cô Năm là cô Năm quen đường đi nước bước, cô Năm dẫn đi. Đi bốc số đồ luôn. Đó, nhà cô Năm không đó từ A tới Z luôn. Có gì đâu. Rồi cả nhà, hiện giờ là Huy đi khám về, mới đi khám về nội soi về, mà lần này là nội soi trực tràng, cho nên là còn một lần nội soi nữa là nội soi đại tràng. Bệnh của Huy là nằm ở đại tràng, cho nên là ngày mai hẹn bác sĩ là ngày mai là nội soi đại tràng. Đó, bây giờ về là uống thuốc sổ. Mà sáng nhịn đang uống thuốc sổ ra. Bây giờ là uống 3 lít nước là pha vô 3 lít thuốc. Mỗi lần uống 3 lần là 3 lít nước, một lần là 1 lít nước, uống thuốc sổ sổ ra hết để ngày mai là vô là nội soi mới được. Cho nên là nãy giờ là đi vô bệnh viện chờ đẩy là đi kiểu là đi tùm lum la, rồi nội soi xong, nội soi sống luôn nha cả nhà, nội soi sống luôn. Hồi sáng giờ đói muốn chết rồi. Có một mình Út Huy bệnh à, ba người bệnh hết luôn, ba người nhịn đói hết. Kiểu mình Huy bệnh kiểu nội soi là Huy nhịn được rồi, kiểu là cô Năm nhịn luôn. Rồi mẹ nhịn luôn. Tự nhiên cái vô có quả cũng chịu rồi, chịu chung đó. Mà mới đổi cái phòng nha cả nhà. Đây, mới đổi cái phòng. Đó, xung quanh đây nè, mới đổi phòng nha cả nhà. Cái phòng này bự hơn, có view nữa. Có view đằng sau là view mấy cái căn chung cư hay gì đó. Đây là bên bệnh viện hay chung cư? Đối diện chợ rẫy á. Đây là đối diện chợ rẫy nè cả nhà. Khách sạn cầu vào đối diện bệnh viện chợ rẫy. Nó giống chung cư quá. Rồi bây giờ là chuẩn bị là sổ nè, sổ mới quan trọng nè. Chiều mới sổ. Cô Năm nè. Cô Năm nói là sổ là ghê lắm. Cô Năm sổ rồi, sổ nó khủng khiếp lắm. Sổ không có sao, nhưng mà quan trọng là uống thuốc, rất là sợ. Rồi bây giờ nếu mà chờ đi để Huy gì nào Huy uống, là Huy review uống thuốc sổ như thế nào luôn nha cả nhà. Cả nhà bên kia là bệnh viện Chợ Rẫy. Đó, bên kia còn nè. Đây. Đó là bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy nha cả nhà, rất là bự luôn, rất là to luôn. Nãy Huy ở trong bệnh viện á, Huy cũng quay cho cả nhà coi là người ta chờ rất là đông, người ta chờ nghẹt luôn, nghẹt hết luôn. Này có view nè, còn bên kia cái phòng cũ là không có. Rồi sát anh ấy, sát một bên đó là có bệnh viện Việt Nhật.
cũng như giữa chợ nhiệt phải gì kết hợp nhiệt và chợ rẫy kết hợp. Kế cái bên khách sạn Cầu Vồng là có một cái bệnh viện cũng là chợ rẫy luôn, nhưng mà kết hợp với Nhật. Nó là kiểu nó cao cấp hơn nha cả nhà. Cao cấp hơn. Cao cấp hơn phòng chuyên gia mình đang khám. Rồi bây giờ thì chờ đi Huy review thuốc sổ cho. Rồi, đây là ba gói thuốc. Đây là gói thuốc phòng của Úc Huy nè, ba gói. Ba gói thuốc này là thuốc sổ nha cả nhà. Pha vô 3 lít nước, mỗi một gói là 1 lít nước. Là ba gói là tối nay tới sáng là Úc Huy phải uống hết 3 cái lít nước này. Ba gói nha cả nhà. Một gói là pha 1 lít. Tối nay là pha một gói thôi, sáng mai là pha hai gói này là nhịn ăn, không được ăn gì luôn. Rồi cả nhà uống thử nha, uống thử coi vị nó làm sao nha. Uống từ từ. Tại cô Năm nói quá con sợ nữa. Ủa? Ủa cô Năm là sao cô Năm? Ủa là nó ngọt ngọt mà. Nó ngọt ngọt. Kiểu mà bỏ uống nước ngọt mà lại nước đường á, giống nước đường đúng rồi. Giống nước đường á, không có khó uống đâu. Vậy hả? Không có khó uống đâu. Vậy sao nói cái vị khó uống lắm? Kiểu nó lợ nước đường á. Ừ. Ai cũng sẽ cho thuốc về uống về sổ cho sạch ngày mai rồi nội soi ra cả nhà. Để coi hồi cảm giác sao chứ. Bây giờ chưa ấy được miếng đi. Giống nước dừa lắm, nước dừa á. Nước dừa nghe cả nhà. Rồi ok. Rồi vậy chờ ngày mai đi nội soi về biết kết quả luôn nha cả nhà. Cả nhà bây giờ là 4 giờ sáng. Đây. 4 giờ sáng nha cả nhà. 4 giờ 29 phút sáng là phải thức dậy uống thuốc sổ uống chai thứ hai. 5 giờ tới 6 giờ đủ chai thứ ba luôn. Là 7 giờ là đi qua bản khám. Mà hồi chiều á Huy uống thử á, Huy nói với cả nhà Huy review á là nó giống nước dừa. Nhưng mà nó uống tới chai thứ hai là nó muốn ọc ra luôn cả nhà ơi. Muốn ọc nước ra luôn, giống như cái này mà nước trong ao trong hồ mà kiểu mình lấy ra xong mình pha thêm đường vô á. Nó lợi vậy đó. Lúc đầu uống thì nó không có cái cảm giác đó. Mà mẹ uống tới bây giờ là kiểu nó muốn ói ra ngược lại luôn. Không có. Nó ứ ở đây nè. Nó ực cái hoài á. Tại vì nó lợi khó chịu lắm. Khó. Tại vì cô Năm nói nó khó uống một lần. Cô Năm nói khó uống mà con tưởng là cô Năm nói. Cô Năm nói chơi thôi, cô Năm hù cũng thôi, ai dè thiệt. Uống cái này là mình gán mình uống vô, nó giống như nước đường thôi, nhưng mà uống vô hồi là nó khác liền. Hồi lúc 6 giờ á, là uống một chai 1 lít đó ha. Là bắt đầu đi cầu mà đi tới sáng ngủ, luôn. Ngủ không được, ngủ và thức tới giờ này luôn đó. Huy thức tới sáng luôn đó nhà. Thức tới sáng luôn á, bây giờ là uống tiếp, đặng cho đủ cái số lượng của nó, đặng hồi 7 giờ là vô khám luôn á. Vô làm luôn, vô vào 7 giờ hiện tại là 4 rưỡi nè là 4 rưỡi sáng là bên bệnh viện này, quay cho cả nhà coi nè, bên bệnh viện nha, bên bệnh viện bên chợ rẫy đối diện nha cả nhà. Người ta ship hàng á, đây người ta ship hàng ở dưới cái cả nhà thấy không, đó ship hàng ở dưới nè đó đây nè, ta ngồi ở dưới nè, nghẹt hết trơn luôn, ta ship hàng. Đó, ta bắt ghế ta xếp hàng á, chổng nó nghẹt hết trơn nè cả nhà đó. Mới 4 giờ rưỡi thôi. Đâu có, trước nữa, trước lúc quá nữa. Hồi nãy đã có rồi, nhưng mà tại vì 4 giờ á, Huy với mẹ mới thức dậy uống thuốc cho nên là mới thấy. Lo pha thuốc, pha đồ, da không có nhìn, bây giờ nhìn xuống một cái nó quá trời. Ở đây á, là khoa là bệnh viện Chợ Rẫy, bên đây là kiểu là khoa bình thường. Còn Huy là khám bên khoa chuyên gia, là nó nằm ở bên kia. Cho nên là thì ít người hơn, nhưng mà mắc tiền đó. Mà bên đây là phải trực cái này nha cả nhà, mấy ngàn người nha cả nhà, vô trọng bốc số là bốc số tới 1-2 ngàn luôn á, nhiều lắm. Chờ tới ngày mai ngày mốt là bình thường à. Giờ này xe rồi chạy xe cấp cứu rồi nhóc hết trơn luôn. Mình ngủ ở đây á,
giống như đợt trước ở bệnh viện kia cũng vậy nữa. Trời ơi, tối ngày là nghe xe cứu tối ngày nghe tiếng còi đó không ngủ được. Xe cấp cứu nó chạy suốt nha cả nhà. Ở đây là tuyến bệnh viện cuối cùng, cho nên là xe cấp cứu ở đây là nhiều hơn ở đâu á, hết thảy. Bữa đây là đi vô nội soi Quy mới nội soi da nè, gây mê á, bây giờ Quy còn đang mê nè. Bác sĩ không cho quay, da mình quay chút xíu mình tắt. Rồi cả nhà ơi, giờ Huy mới là nội soi xong. Là cũng có kết quả rồi, là bây giờ là lấy ngày mai là chờ lấy thuốc của bác sĩ là sẽ trị được nha cả nhà. Bây giờ thì về khách sạn để nghỉ mệt chút xíu, ngày mai là giờ nó còn bơi á. Đi tới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha cả nhà. Chừng nào Huy về Phú Quốc rồi quay tiếp cho cả nhà coi. Rồi bye bye cả nhà nha. Bye.